Ngày nay việc những người con đạo Công giáo suy niệm Đảng Thánh giá vào đúng 9 giờ tối thứ sáu của tuần thánh chắc không còn xa lạ. Đây là một hình thức tôn thờ được thực hiện bằng cách di chuyển đến từng chặng theo thứ tự của 14 chặng Đảng Thánh giá, mọi người cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện và suy niệm tương ứng với từng sự kiện ở mỗi chặng, để rồi sau khi đi qua hết 14 chặng sẽ cùng nhau đi đến lời nguyện kết. Với vốn kiến thức ít ỏi của mình, kiến trúc đá Trần Châu xin giải thích một chút ý nghĩa của 14 chặng Đảng Thánh giá trong cuộc sống ngày nay ở video này nhé. Nơi thứ nhất, Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Phi-la-tô. Vì áp lực của dân và muốn chiều lòng dân, Phi-la-tô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay, vẫn còn đó những câu nói gắt gỏng, chua chát, những lời than trách, càm giảm, đay nghiến, đổ lỗi và kết án nhau. Ai cũng cho mình là đúng, là vô tội khi kết án người khác. Một người có thể trở nên một Phi-la-tô khi họ kết án, đổ lỗi cho người khác, vì danh lợi và vì cái tôi của họ. Khi làm như vậy, họ đã vô tình biến gia đình thành pháp trường, tòa án đấu tố nhau, thay vì mái ấm gia đình của yêu thương và bao dung. Nơi thứ hai, trong đời sống gia đình luôn có những thập giá hàng ngày phải vác, như thập giá của đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, nợ nần, chết chóc vân vân. Mỗi gia đình, mỗi người có thập giá riêng và không có thập giá nào giống thập giá nào. Một lời nói thiếu bao dung cũng có thể để lại vết thương sâu đậm trong trái tim của nhau. Thập giá gia đình sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mọi người trong gia đình biết cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và cùng nhau gánh vác. Làm sao để thập giá trong gia đình không còn là thập giá riêng của vợ, thập giá của riêng chồng, thập giá riêng của con cái, mà là thập giá chung của nhau. Nơi thứ ba, xã hội hôm nay dùng hệ thống định vị để giúp một người đi tới nơi về tới chốn không sợ bị lạc đường. Có biết bao nhiêu cám dỗ trong xã hội hôm nay như tình dục, danh vọng, cờ bạc, ma túy, khiến con người lầm bước đi trong bóng tối, trong đó có thể có người thân yêu của chúng ta. Nơi thứ tư, khi xuống thế làm người, Thiên Chúa đã chọn cho mình một người mẹ, đó là mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa và cũng còn là mẹ của mỗi gia đình chúng ta. Người mẹ là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Sau lưng người đàn ông thành công là người vợ đảm đang, sau lưng người con khôn lớn thành tài là bóng dáng người mẹ dịu hiền yêu thương, sớm tối tần tảo nuôi con. Nơi thứ năm, ông Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu. Các tông đồ ở đâu khi Chúa Giêsu nhọc nhằn vác thập giá, bị quân dữ đánh đập, khi Ngài ngã xuống đất mà chỉ có một Simon người ngoại đạo vác đỡ thánh giá Chúa? Cũng vậy, khi ta đau yếu, nghèo khổ, tù đầy, ta mới biết ai là bạn thật của ta, ai là bạn ta, ai là anh em ta, thì người ấy là hình ảnh của một Simon vác thập giá giúp ta trong cơn cùng khốn. Ước gì trong gia đình có những Simon luôn sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ khi một người gặp khó khăn trong cuộc sống. Ước gì trong gia đình, người cha không chạy trốn trách nhiệm, người mẹ không chối bỏ bổn phận và người con không quên lòng hiếu thảo đối với công cha nghĩa mẹ. Nơi thứ sáu, khuôn mặt bầm nát thịt ra, khuôn mặt không còn hình tượng, khuôn mặt mồ hôi máu chảy ra của Chúa Giêsu ai thấy cũng khiếp sợ. Ấy thế mà lại có sức thu hút với Veronica. Veronica không đi tìm người có máu mặt, người tai to mặt lớn trong xã hội, mà lại tìm đến với Chúa Giêsu và trao khăn cho người lau mặt. Vì thế chiếc khăn của Veronica là một chiếc khăn vô giá, là vé vào cửa thiên đàng. Trong đời sống gia đình không phải lúc nào cũng có những khuôn mặt dễ thương dễ mến, nhưng có lúc sẽ xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng chai đá để thử lòng tha thứ của ta, một khuôn mặt bầm dập rách nát để thử lòng xót thương của ta, một khuôn mặt phản bội để thử lòng chịu đựng của ta, một khuôn mặt bất hiếu để thử lòng khoan dung của ta. Nơi thứ bảy, sinh, bệnh, lão, tử phải chăng là định mệnh của con người mà ai cũng sẽ trải qua? Gia đình nào rồi cũng sẽ có người đau yếu, già nua, bệnh tật, cần được sự cầu nguyện, giúp đỡ của người trong gia đình. Dù nghèo hay giàu, ai cũng có thể cho người khác viên thuốc tình thương mà họ cần khi già nua, bệnh tật. Nơi thứ tám, con người không thể sống hạnh phúc một mình trong một mái ấm gia đình. Càng về già thì sự cô đơn, buồn tủi càng lớn. Hạnh phúc của cha mẹ già là được con cái thăm nom, an ủi. Ngoài những người già, trong gia đình có thể có những trẻ em mồ côi cha mẹ. Sự thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là một bất hạnh lớn nhất cho các trẻ em. Một số các em bị bán đi làm lao động, làm nô lệ tình dục chỉ vì kiếp nghèo. Chính vì thiếu vắng tình yêu cha mẹ mà một số các trẻ em mồ côi đã đi vào con đường hư hỏng, bị loại ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự cô đơn khi một mình vác thập giá lên đồi Gô-ngốt-ha và được các chị em phụ nữ đi theo khóc thương người. Nơi thứ 9, kiệt sức, thân thể Chúa rã rời. Với lần té ngã này, quy y gục trên mặt đất khô cằn đau đớn, Chúa Giêsu đang cúi xuống thật sâu bên những ai đau khổ ngã quy y. Ngài muốn đồng hành và tiếp thêm năng lượng để giúp họ đứng lên. Nơi thứ 10, Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn thập giá.
Mũi roi giòn chút xuống trên thân thể Chúa là mỗi mũi dao xoáy vào trong tim của mẹ Maria. Ngày nay vẫn còn đó những vết thương của sự đánh đập, hành hạ xảy ra trong gia đình vì giận dữ, ghen ghét, vì say rượu, vì nghiền ma túy. Những lúc như thế, chiếc áo nhân phẩm bị lột trần, mái ấm gia đình trở nên ngục tù của sự tra tấn, hành hạ vô tình nghĩa. Sự bạo hành trong gia đình không mang lại chiến thắng hay đạt được mục đích, nhưng là bi kịch, trong đó mọi người trong cuộc đều là kẻ bại trận. Nơi thứ 11. Sự đam mê và nghiện ngập đã trói buộc, giam cầm con người không cần xiềng xích, đã đóng đinh con người vào khổ giá không cần đinh búa. Ngày nay, có người dành thời giờ vào Internet nhiều hơn dành thời gian cho gia đình và cho Chúa. Chúa nói, con người không thể làm tôi hai chủ vì họ sẽ mến chủ này và ghét chủ kia. Khi một người đam mê điều gì thuộc về thế gian, thì Thiên Chúa không còn là ưu tiên trong đời sống của họ. Nơi thứ 12. Xã hội khoa học tân tiến và vật chất ngày nay đã đưa con người mất dần niềm tin vào Thiên Chúa. Không những thế, những quyền lực huyền bí đang lôi kéo con người vào việc tôn thờ ngẫu tượng. Khi một người không còn niềm tin vào Chúa hay sống trong tội lỗi, thì họ như đã bị chết về mặt tâm linh. Vòng tối của sự giữ kéo tới bao phủ họ nhằm cướp đi một linh hồn mà Chúa Giê-xu đã đổ máu cứu chuộc. Gia đình là một giáo hội nhỏ, nơi đó đức tin được ươm trồng và trưởng thành. Ngày nào gia đình còn cầu nguyện chung với nhau thì ngày ấy gia đình còn đức tin, cha mẹ và con cái còn khăng khít với nhau. Nơi thứ 13, hạ xác Đức Chúa xuống khỏi thập giá. Một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể trở thành một cái đinh đóng vào đời nhau. Một sự thù hằn, không tha thứ có thể trở thành một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn của nhau. Pilato đã chấp thuận cho tháo đinh Chúa Giê-xu xuống. Còn chúng ta có bằng lòng để cho Chúa giúp tháo những đinh sắt, lưỡi đòng đã đóng vào đời nhau không? Đinh đóng vào đời nhau càng để lâu thì vết thương càng nặng và càng nhức nhối. Người bị đau đớn vì đinh nhọn có khi không phải là người bị đóng đinh mà là người đi đóng đinh. Thật không có gì đau đớn cho bằng cha mẹ đóng đinh con cái đóng đinh cha mẹ qua những xung khắc, cãi vã. Hãy can đảm nhổ những đinh nhọn ra khỏi đời nhau bằng sự khiêm nhường tha thứ, xin lỗi và làm hòa. Nơi thứ 14. Tình yêu không thể chết, ai còn sống cũng mong mình được chết lành, chứ chẳng ai mong mình bị chết dữ. Có những người chết trong bình an, thế nhưng có những người chết trong căm thù, tức giận, không tha thứ. Họ ra đi về thế giới bên kia mang theo vết thương chưa được chữa lành. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn được mẫu tượng 14 đàng thánh giá khu vực thờ của mình. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì cần được hỗ trợ hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua số hotline 0906436536 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy thích các bạn hãy like, share và subscribe để đón xem những video kế tiếp từ Kiến trúc đá Trần Châu nhé.